Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Lala Plus. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi của mọi người để lại trên kênh của Lala Plus. Lulu ngày hôm nay có sẵn sàng hỗ trợ không nào? Ok luôn, lúc nào tôi cũng sẵn sàng. Thế câu hỏi của khán giả nào trong video ngày hôm nay thế? Mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn Phương Hoa. Bạn ý có hỏi là: khi đọc ISO 9001, em có thấy các cụm từ kiểm tra xác nhận, verification, xác nhận giá trị sử dụng, validation và thẩm định qualification. Em có thể giúp em giải thích thêm các cụm từ trên và giải thích sự khác nhau giữa chúng được không ạ? À, ba cái từ này thì tôi thấy chúng rất hay xuất hiện trong ISO 9001 ông ạ. Không chỉ có trong ISO 9001 mà rất nhiều tiêu chuẩn được ISO phát hành cũng đều sử dụng. Đây là những từ thuật ngữ chuyên ngành bạn có thể dễ dàng bắt gặp ở mọi tài liệu kỹ thuật lẫn chất lượng. Cơ mà tôi vẫn không phân biệt được ba từ này cho lắm. Cứ toàn dịch là xác nhận gì gì đó ạ. Ok, vậy thì trong ngày hôm nay mình sẽ phân biệt verification và validation trước. Vì đối với nhiều người, hai từ này rất hay nhầm lẫn trong khi làm việc. Và chúng cũng hay xuất hiện ở trong các chủ đề tranh luận. Cho nên ấy, trong video này mình sẽ muốn nói về hai từ này trước nha. Thế còn từ thẩm định qualification thì sao Lala? Còn từ qualification ấy, mình đang làm một video khác rồi. Các bạn đón chờ trong thời gian tới nhá. Ok, vậy bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. What we do here is go back, 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 back. Để phân biệt hai từ kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng này ấy, thì chắc chắn chúng ta phải nắm chắc được định nghĩa của nó rồi. Mà nói đến các từ vựng định nghĩa trong chất lượng ấy, thì chúng ta sử dụng cái gì bây giờ nhỉ? Cuốn từ điển vàng ISO 9000 phải không? Đúng vậy. Theo ISO 9000 ấy, nó định nghĩa hai từ này lần lượt là kiểm tra xác nhận trong tiếng Anh là verification. Đó là việc xác nhận thông qua cung cấp bằng chứng khách quan rằng các yêu cầu xác định được thực hiện. Còn từ xác nhận giá trị sử dụng ấy, trong tiếng Anh là validation, được ISO 9000 định nghĩa là việc xác nhận thông qua cung cấp bằng chứng khách quan rằng các yêu cầu với việc sử dụng hoặc ứng dụng đã được đáp ứng. Định nghĩa nghe vẻ khác đôi chút rồi phải không? Đúng vậy, hai cái thì đều thấy kêu bằng chứng khách quan để xác nhận yêu cầu có được thực hiện hay không, hoặc là đáp ứng hay không. Cơ mà tôi thấy cái từ xác định giá trị sử dụng dài hơn một chút ở cái đoạn yêu cầu này nha. Đúng rồi, với từ validation thì yêu cầu là yêu cầu trong việc sử dụng hoặc ứng dụng có được đáp ứng hay không. Lala ơi, nghe vẻ thì khác đấy. Ừ, khác mà. Cơ mà nếu như thế này thì tôi vẫn chưa hiểu lắm, vẫn hơi mông lung không ạ? Đọc thêm cái định nghĩa của ISO 9000 ấy, thú thật mà nói tôi cảm thấy rối hơn ấy. Ừ, thì tôi đã giải thích xong đâu, mới chỉ bắt đầu thôi mà. Ồ, thế à? Đúng như ông Lulu nói, nếu nói tới đây thì vẫn chưa rõ được. Để phân biệt hai từ verification và validation này thì chúng ta cần thêm một tài liệu nữa. Đó chính là tiêu chuẩn IEEE STD 610. Lala sử dụng tiêu chuẩn gì thế? Đây là tiêu chuẩn về ngành điện điện tử của Mỹ. Sao lại sử dụng tiêu chuẩn điện điện tử ở đây vậy? Vì mình cũng đã tham khảo rất nhiều tiêu chuẩn và các tài liệu quốc tế. Và nhận thấy tiêu chuẩn này định nghĩa hai từ trong chủ đề ngày hôm nay là rất phù hợp và dễ giải thích cho các bạn nhất. Và IEEE này nó là Viện Kỹ sư Điện Điện tử trực thuộc Mỹ, nên các bạn yên tâm về độ uy tín của các tiêu chuẩn mà họ phát hành. Ok, vậy tiêu chuẩn IEEE STD 610 này thì sao nhỉ? Nó định nghĩa như thế nào? Tiêu chuẩn này định nghĩa hai cái từ của chúng ta như sau. Với verification ấy, là một bài kiểm tra để chứng minh một thứ đạt được yêu cầu trong giai đoạn phát triển. Còn từ validation ấy, là hành động để đảm bảo rằng xác nhận một sản phẩm cuối cùng thỏa mãn và đạt được nhu cầu và mong đợi của nó. Ồ,
Hình như có sự khác biệt rõ ràng hơn rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ phân tích kỹ cho mọi người nhá. Cụ thể với định nghĩa về từ verification ở cái đoạn cuối ấy, trong giai đoạn phát triển này này là điểm then chốt ở đây. Trong một dự án ấy, một quá trình ấy, thì luôn luôn ấy, có các thông số kỹ thuật để triển khai. Thông thường ấy, chúng ta sẽ có các thông số kỹ thuật specification này, hoặc là các yêu cầu kỹ thuật đặt ra để kiểm soát đầu ra mong muốn. Và quá trình ấy, kiểm soát cái đầu ra có đạt được theo đúng như mong muốn hay là đúng như yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật hay không ấy, thì đó chính là quá trình verification, kiểm tra xác nhận. Các hoạt động kiểm tra xác nhận ở đây ấy, thông thường là các kiểm tra tài liệu này, giấy tờ này, cách thức làm việc này, vân vân, xem đầu ra có đúng với các yêu cầu tiêu chuẩn hay không, và nó ở trong giai đoạn phát triển của sản phẩm và dịch vụ. Trong khi từ verification thường được diễn ra ở trong khi sản phẩm đang được phát triển, chế tạo, sản xuất, tức là sản phẩm chưa được hoàn thành, thì từ validation thì lại diễn ra lúc mà sản phẩm là cuối cùng rồi, tức là thành phẩm cuối cùng ấy. Quá trình validation ấy giúp đảm bảo người dùng có nhận được đúng sản phẩm mà họ mong muốn hay không. Có nghĩa là các yêu cầu để kiểm tra, để xác nhận ở đây không còn là tiêu chuẩn kỹ thuật đơn thuần nữa, mà là cảm nhận này, trải nghiệm, sự thỏa mãn của người dùng, người trực tiếp sử dụng sản phẩm cơ. Ví dụ như là tôi lấy ở đây này, có một ông khách muốn mua một chiếc ô tô bay. Công ty nhận hợp đồng và tiến hành một loạt các quá trình để tạo ra chiếc ô tô bay như khách hàng muốn. Ví dụ đơn giản là chỉ có 3 quá trình thôi nhé, đó là thiết kế, chế tạo và kiểm tra. Sau đó họ đã tạo ra được một chiếc ô tô như thiết kế. Và khi tiến hành thử nghiệm xem nó có bay được không, họ có thể mời luôn khách hàng đến để trải nghiệm xem đúng thật nó có bay được như ý hay không ấy. Thì cái quá trình mời này, mời khách hàng trải nghiệm này, đánh giá tính năng bay của nó, thì đó chính là quá trình xác nhận giá trị sử dụng, validation. Nếu khách hàng ưng ý đúng theo nhu cầu và mong đợi, thì đó chính là một quá trình xác nhận giá trị sử dụng, validation thành công. Ồ, hóa ra là thế. Tôi đã thấy được sự khác nhau giữa hai từ này rồi đấy. Đầu tiên là một cái dùng trong giai đoạn phát triển chế tạo này, còn cái kia là dùng cho thành phẩm cuối cùng thì mới xác nhận và kiểm tra được. Còn từ verification ấy, thì tương ứng với yêu cầu kỹ thuật này. Còn cái từ validation ấy, đó chính là sự thỏa mãn trải nghiệm của người dùng xem có đúng với nhu cầu mong đợi hay không. Đúng vậy. Khi ông đã hiểu được hai từ này theo cách định nghĩa của IEEE STD 610 này, thì hãy trở về định nghĩa của ISO 9000. Ở đây, verification ấy, là xác nhận yêu cầu được xác định có được thực hiện hay không. Tức là giống với định nghĩa của IEEE, chỉ là họ không nói cụ thể là giai đoạn nào mà thôi. Còn từ validation ấy, thì nhấn mạnh vào việc sử dụng hoặc ứng dụng cụ thể, tương ứng với định nghĩa của IEEE, đó chính là xác nhận và trải nghiệm người dùng. Tuy diễn đạt khác nhau nhưng mà ý thì cũng tương đương. Và bây giờ mình sẽ lấy ví dụ cho ông và mọi người để phân biệt hai cái từ này nhé. Hay quá, lấy luôn ví dụ đi ông. Thích lấy ví dụ theo kiểu đời sống hay kiểu kỹ thuật nào? Ví dụ nào mà đơn giản dễ hiểu là tốt nhất. Vậy thì tôi sẽ lấy ví dụ theo kiểu đời sống nhé, cho nó đơn giản. Ok. Ví dụ, khi mùa hè đến ấy, thời tiết nóng nực, bạn muốn đi tắm biển để cho mát. Nhà của bạn nằm cách bãi biển khoảng 5 cây số. Cụ thể như cái hình vẽ mình trình bày đây này. Nhà của bạn sẽ cách một quả núi này, một con sông này. Bây giờ cái hành trình từ nhà đến bãi biển của bạn sẽ xuất hiện hai cái từ verification và validation này. Nó nằm ở đâu đấy? Bạn hãy nhìn đoạn đường đi từ nhà đến bãi biển. Sẽ có đoạn lên dốc chẳng hạn, xuống dốc rồi đi qua cầu. Mỗi đoạn đường sẽ có các yêu cầu khác nhau mà bạn phải tuân thủ để đảm bảo được rằng bạn đến điểm đích cuối cùng, đó chính là bãi biển. Ví dụ như là lên dốc thì phải có yêu cầu là về số này, tăng ga hợp lý này. Xuống dốc thì phải đạp phanh chân đều đặn. Qua cầu thì phải chở ít hàng, ít đồ dùng. Những cái tăng ga này, đạp phanh này, giảm tốc độ này, hay là chở ít hàng hóa, đó chính là tương ứng với các yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu cho các quá trình. Vậy khi bạn muốn xác định kiểm tra các quá trình lên dốc, xuống dốc, qua cầu này có đảm bảo các yêu cầu đặt ra của nó hay không ấy,
Đó chính là quá trình kiểm tra xác nhận verification. Còn từ validation thì dùng khi bạn sử dụng sản phẩm cuối cùng ending product. Ở trường hợp ví dụ này, đó chính là cảm nhận của chính bạn, gia đình bạn khi đến được bãi biển. Có đúng như mong đợi hay là không? Có được tắm nắng, nghỉ ngơi trên bãi biển? Có thoải mái, sảng khoái hay không? Bãi biển có vệ sinh, sạch sẽ hay không? Quá trình xác nhận cái nhu cầu và mong đợi đó chính là quá trình xác nhận giá trị sử dụng, validation. Đấy chính là ví dụ minh họa đơn giản nhất cho hai từ này. Nhiều lúc ấy, verification ấy, đều đạt được, nhưng mà quá trình validation cuối cùng lại bị fail. Đó là một chuyện rất bình thường. Giống như cái ví dụ này, bạn lên dốc, xuống dốc, qua cầu đều rất đúng yêu cầu kỹ thuật. Tức là quá trình verification này đều ok và đạt cả. Nhưng cuối cùng ấy, người sử dụng dịch vụ cuối cùng lại không ưng ý. Ví dụ chuyến đi biển này, gió quá to này, bãi biển thì ô nhiễm, các bạn chả tắm được cái gì cả. Thì quá trình xác nhận giá trị sử dụng cuối cùng, validation này, thì bạn sẽ có kết quả là fail, là thất bại. À, thế tôi hiểu rồi. Verification ấy sẽ tập trung vào các quá trình tạo ra sản phẩm, tức là đang phát triển, nhằm việc xác minh chúng có diễn ra đúng như kế hoạch, yêu cầu kỹ thuật hay không. Còn từ validation ấy thì chỉ tập trung vào sản phẩm cuối cùng có đúng như dự định này, mong đợi của khách hàng như ban đầu hay không. Đúng rồi đấy, vậy là ông đã hiểu rồi đấy. Vậy là tôi đã giúp ông phân biệt được hai từ verification và validation này rồi. Hai từ này rất phổ biến trong các lĩnh vực kỹ thuật, chất lượng và nhất là đối với tiêu chuẩn ISO 9001. Các bạn có thể dễ dàng thấy chúng ở trong các điều khoản như là 7.1.5, 8.3, 8.4, 8.5, vân vân. Khi các bạn hiểu được các từ này rồi thì sẽ dễ dàng đáp ứng được các yêu cầu của ISO 9001. Trong video sau, mình sẽ phân tích kỹ hơn về ý nghĩa của từng từ verification này, validation đối với các điều khoản của ISO 9001. Hãy ấn theo dõi kênh để không bỏ lỡ các video mới nhất nha. Hy vọng thông tin ngày hôm nay hữu ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye bye.